Với cái tính cách sập sình của em thì em nghĩ là chuyện bình thường. Hôm nay anh này sập sình thì em sập sai. Động lực lớn nhất để mà đi thi rap Việt mùa 3 ngày hôm nay chính là vợ em. Em sinh năm 2000, vợ em sinh năm 95. Yeah, boy. Em ấn tượng với là anh Karik. Em được biết ạ. Đúng rồi, em tin đó là Karik. Vậy em thấy quản lý Karik rồi. Xin chào. Mình là Trần Đăng Khoa, aka Toby đến từ Phú Nhuận. Yeah, mình là Ngô Thanh Hưng, aka Manic đến từ Thủ Đức. Mình là MDKB, Đặng Hữu Bình đến từ Vũng Tàu. Yeah, anh mắt em nhảy là tên ai? Falling down from the sky, a nostalgia nhói buốt. Medicine phải cố nuốt. Anh chỉ muốn có headphone bên tai. Anh đã có đi bớt muộn phiền trên vai. Anh hai vẫn thường nói sẽ có những tháng ngày tàn, không gian còn đường tối để cúng lối sống. Trong vui trong lòng tháng cũng có lúc mang đầy vàng. Giá như sẽ chẳng đến nếu bạn tin điều bạn làm. Anh hai vẫn thường nói rằng phải sống cho đàng hoàng, không có việc lời nói cho phương châm nào hoàn toàn. Rồi đứng dậy với bài rap không chỉ càng 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 càng. Dù có nhiều thứ mà em cứ nghĩ là bản thân em mập nhưng mà không có gầy gò. Em thì là một cậu bé ma lanh về gầy trò. Không thể nào mà mình có thể là thề trước chơi ở đây giống như là hề hước. Và có thể là anh sẽ hiện đời. Dù em nhìn tất cả mọi người, nhưng mà em nhìn vào cuộc sống khách quan của cái miệng đời. Khá ba của mình khi đến lại casting rất việc mùa 3 này, cái cảm xúc đầu tiên của mình khá là hồi hộp. Nhưng mà với cái tính cách sập sình của em thì em nghĩ là chuyện bình thường. Em tính cách là dạ, ngọn lửa trong em sập sình. Em đến đây từ mùa trước rồi, nhưng mà mùa trước thì em thi rớt, em không có đậu. Nên là mùa này anh này sập sình thì em sập sai. Mùa này là mùa đầu tiên mà em tham gia. Thì em rất vui khi được anh Ti với lại chị Suboy lắng nghe được trái tim của mình. Điều đó là quá tuyệt vời đó với em rồi. Ai là cái người truyền động lực mà tác động lúc mà mình tham gia cuộc thi rap Việt mùa 3 này? Động lực lớn nhất để mà đi thi rap Việt mùa 3 ngày hôm nay chính là vợ em. Em sinh năm 2000, vợ em sinh năm 95. Yeah, boy. Tụi em quen nhau lúc đó là em cũng được nhiều follow. Thì đâm ra lúc đó em bị ảo fan á chị. Em lướt thì em thấy mấy bạn gái nào xinh đó là em sẽ thả tim. Hoặc là em comment vào để em ghẹo ghẹo. Thì đâm ra em comment trúng vợ em. Thì vợ em cũng ghẹo em lại. Thế là hai đứa em ghẹo nhau xong rồi đi chơi với nhau. Nói chung là quen nhau rồi tụi em mới biết tuổi. Xong thời gian quen nhau thì tụi em thương nhau. Vợ em có nhắn nhủ gì cho em? Vợ em chỉ nói đơn giản thôi, đó là tự tin, thể hiện hết khả năng của mình có. Tại vì ở nhà em cũng rap cho vợ em nghe nhiều lắm. Và vợ em cũng không muốn em rap ở nhà, cũng muốn em ra đường rap thôi. Động lực lớn nhất của em là mẹ của em. Tại vì bố em mất sớm, nên là chỉ có mẹ em nuôi em từ nhỏ đến lớn thôi. Nên là em muốn nhờ cuộc thi này để chứng minh với mẹ em là em thực sự có tài năng và sử dụng âm nhạc để có thể đưa gia đình mình đi đến cái gì đó đó hạnh phúc hơn. Gia đình của em và team của em thì đó là hai động lực lớn nhất mà để cho em có được ngày hôm nay. Mọi người cũng phải hỗ trợ rồi ủng hộ em rất là nhiều. Em ấn tượng với là anh Karik. Em được biết ạ. Đúng rồi, em tin đó là Karik. Vậy em thấy quản lý Karik rồi. Dạ, còn em thì là anh Chitati. Tại vì lúc mà em rap thì em có nhảy xuống sàn. Vậy em nhìn thẳng mặt anh Chitati. Anh Chitati cứ là hay 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 với em. Nên là em cứ ấn tượng cái quanh. Còn em thì người em ấn tượng chắc là chị Suboy và cả anh Chitati luôn. Tại vì hai người đấy là người giữ cho cái ngọn lửa của em lúc ở trên sân khấu, lúc em đang rung nhất, để nó cháy tiếp, hoạt động tốt nhất có thể cho phần thi của mình. Chủ đề của bài casting em đang bài của em thì em xoay quanh về những vấn đề liên quan đến em và thường là những cái tác động khiến cho con người phải thay đổi và để trở thành em của ngày hôm nay. Cái chủ đề của em là những vấn đề mà những con người đối với con người với nhau dùng một cái bộ mặt gì đó để che đậy đến cái bộ mặt thật sự bên trong của họ, giống như là nhìn mặt mà bắt hình dong. Em thì em viết về chuyến đi Đà Lạt của mình và người bạn thân nhất của mình. Cái niềm vui của tụi em đó là hẹn nhau một phát là đi luôn. Thì tụi em lên đó gặp nhau vui vẻ, tụi em sẽ không có vấn đề gì hết, mà kiểu như là có những cái bất trắc, ví dụ như hôm vừa rồi đầu tuần Đà Lạt mưa, tụi em trễ xe hay là tụi em mất nón của người ta nữa. Nhưng mà tụi em vẫn rất là happy với cái chuyện đó và tụi em vẫn xử lý vấn đề trong cái sự vui vẻ và đoàn kết với nhau. Và em cảm thấy rất là cảm kích cái điều đó từ những người bạn của mình. Mình nhận được tin là bài rap của mình có thể pass qua cái sự lựa chọn của ban giám khảo. Thì hai lần đầu tiên mà mình muốn chia sẻ niềm vui này. Đối với em đó là mẹ. Tại vì từ lúc mà em ở dưới Vũng Tàu cho đến khi mà em lên trên Sài Gòn, có lẽ mẹ là người luôn quan tâm em nhiều nhất, gọi là luôn hỏi này hỏi kia về em, về cái việc chuẩn bị bài tới đâu rồi, em có ăn uống đầy đủ để lo cho cái việc chuẩn bị bài của mình hay không. Anh em là một phần mà mẹ em là nhiều nhất, mẹ em chính là nhân vật chính trong câu chuyện của đời em. Thì lúc mà em được bắt vào cái vòng này thì em gọi cho những người hậu mi của em đầu tiên. Tại vì mẹ em không có sử dụng mạng xã hội, em nghĩ là tối giờ em sẽ ôm mẹ em và thủ trưởng với mẹ. Tối nay em về em sẽ khoe cho em gái em đầu tiên. Tại em gái em biết nghe rap, còn mẹ em thì không. Nhưng mà người vợ
Vợ hả? Vợ em chắc chắn sẽ biết mà. Hồi nãy là em có nhắn tin rồi. Tư duy làm nhạc của mình trước thì có vợ và sau thì có vợ, nó có thay đổi gì không? Dạ có chị. Trước khi mà có vợ thì em làm nhạc theo cái màu là gan. Sau khi có vợ rồi thì em làm nhạc về thiên hướng thức tỉnh nhiều hơn. Em làm nhạc về cuộc sống, những cái chuyến đi của mình, những người bạn của mình và gia đình của mình. Tức là bài hát là về người vợ không? Sao tự nhiên? Chưa chị ơi. Không. Về người bạn là sao em? Em có viết nhạc để cưa cẩm vợ của em. Mà cưa được rồi thì tụi em bên nhau rồi thì nói chung là tình thương vẫn đó, nhưng mà nhạc nó chưa có ra thôi chị. Còn em có bao giờ mình sáng tác một bài rap mà dành cho cái người mình yêu thương hết chưa? Em đã viết một bài làm về mẹ gần ngày 8 tháng 3. Đó là một bài khá là ý nghĩa của em. Tuy nó không gọi là được cao view lắm, nhưng mà được một cái gọi là nó khá là ý nghĩa. Bởi vì trong một giây phút ngẫu hứng mà cả ba anh em trong chơi chung một chỗ, tụi em tìm ra được cái điểm chung và cũng như là tìm ra được câu chuyện chung của ba người mẹ để viết lên bài đó. Thì bài đó có tên là Không Sao Đâu. Em viết về mẹ. Mẹ em thì không có ủng hộ con đường âm nhạc của em. Mẹ em thì hơi lớn tuổi nên là thời xưa người ta hay nói là sướng cha vô lỗi ấy. Nên là mẹ em không có ủng hộ về âm nhạc của em. Mẹ em lúc nào cũng không muốn em đi thi. Hôm qua em có đi thi với lại em viết lén cái phiếu á. Cái mẹ em thấy, mẹ em nói là thi gì có biết đậu gì đâu mà thi. Nhưng mà em vẫn làm một bài casting có mẹ em trong trọng cho biết số 1. Nhưng mà hồi nãy em rap biết số 4 trước, chưa được rap. Em có thể dự đoán cho chị 4 cái điểm đầu tiên của Rap Việt mùa 3. B-Ray nè, Chu Ba, anh Ti và Suboy. Anh B-Ray là chắc chắn, thứ hai là Karik, thứ ba là Đen Bầu, thứ tư là Suboy. Đầu tiên là chắc chắn là Suboy với anh Ti, thứ ba là Karik, thứ tư em nghĩ chắc là Đạt Media. Chu Ba, tại vì em rất là mê Chu Ba. Mọi người đều biết về Chu Ba là một ma tốc độ ở Việt Nam, một rap god ở Việt Nam, một Eminem da vàng. Em cũng rất là muốn đua tốc độ với lại Chu Ba. Em rap old school. Em biết được một cái skill của Chu Ba. Chu Ba có từng trên một cái talk show và nói là các bạn muốn rap nhanh á thì bạn nhét thêm chữ vào trong từng cái nhịp chữ các bạn thả. Thì em sử dụng cái cách đó. Khi mà em viết một bài thì em kéo giãn cái beat cho nó chậm lại, kéo cái tempo cho nó chậm lại và em nhét thêm chữ vô, xong rồi em kéo cái beat lại bình thường rồi em đọc thì nó sẽ chắc chắn em sẽ muốn vào team của anh Bảo, B-Ray. Em là một người rất là thích viết lyric có chiều sâu và ý nghĩa, nên là anh Bảo rất là hợp với em. Em cũng rất là mê anh Bảo, ngoài ra em còn mê anh Lil Win nữa. Em lại muốn vào đội của Karik hoặc là Suboy. Em muốn phát triển bản thân mình hơn ở những cái màu mới hơn, những cái thử thách nó khó khăn hơn đối với em. Không muốn mình chỉ dậm chân tại chỗ ở những màu mà đó giờ mình đã từng sử dụng, đã từng chơi qua, mà mình muốn phát triển nó ở những cái màu mà gọi là bản thân mình cần phải thử thách thì mới biết được mình ở đâu. Hiện tại thì tụi em đang chơi những màu nhạc giống như là bedroom, trap soul, dark soul, boom bap cả về phân kỳ. Nếu mà có cơ hội vào sâu ở trong Rap Việt, mình sẽ mang đến một cái hình dung, một cái diện mạo, một cái phong cách âm nhạc, thông điệp như thế nào? Nếu mà em có cơ hội vào sâu á thì em sẽ muốn mang đến cho mọi người một cái hình tượng là một người rất là tinh nghịch hoạt bát, nói nhiều chẳng hạn. Tuy nhiên, để cái con người tinh nghịch đó bước lên sân khấu và được cầm mic thì em sẽ chia sẻ cho mọi người đó những cái câu chuyện mà nó thật sự rất sâu sắc. Nếu mà em vào sâu được bên trong thì em sẽ muốn mang tới mọi người một phong cách thật là lãng lướt, thật là bay bổng. Em muốn mang tới âm nhạc một sự hồi phục, một câu nói hoặc là một câu ca dao sẽ là một thứ gì đó của em DKB muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Chỉ mong mọi người sẽ luôn sống khỏe, sống tốt, hạnh phúc và luôn có một tâm trạng thật là hồi phục và chữa lành cho chính bản thân mình càng nhiều càng tốt.